Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ có một mẫu xe trong phần khúc hạng D để giới thiệu cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn chiếc Toyota Camry bản 2.5 Q sản xuất là năm 2021 với bản là Q là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Camry chiếc xe là với phiên bản form này thì đã được thay đổi thiết kế mới hoàn toàn và là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Xe có sử dụng khối động cơ máy xăng là 2.5 lít cùng với hộp số tự động là 8 cấp. Trang bị đầy đủ những cái gói tính năng an toàn à, cao cấp ở trên mẫu xe này. Giao diện ngoại thất và nội thất của chiếc xe đã thay đổi rất nhiều so với những các phiên bản tiềm nhiệm trước đây. thiên về cái tính thực dụng như là trang bị nó cũng cổ đồ. À, Còn với bản này nó sẽ trang bị cái đồ nghề trên chiếc xe thì nó hiện đại hơn. Ở phần đầu xe thì nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng cùng với những phần giải đèn nét định vị. Mặt lưới tản nhiệt đã được thay đổi và thiết kế mới nhìn trông nó trẻ trung hơn. Và hệ thống mâm của chiếc xe thì trang bị cho anh chị và các bạn những mâm đa lan hợp kim. Cùng với một dàn nốt của chiếc xe thì trang bị vẫn còn rất là dày dặn anh chị nhé. Với đết nốt của chiếc xe là 2020, liền đời đấy. Một dàn nốt liền đời, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có trang bị hệ thống cảnh báo vượt trên gương cũng như là hệ thống cam 360 được trang bị đầy đủ rồi. Dán kính, thảm trải sàn bác chủ cũng đã nâng cấp. Mua về mình chỉ việc sử dụng đi thôi. Tính năng an toàn thì nó trang bị nhiều hơn so với các phiên bản cũ trước đây. Đuôi xe thì với những tạo hình bóng đèn hậu dạng led rồi là những cái tiện ích ở bên trong khoang cốp thì em sẽ mở ra để anh chị và các bạn có thể tham khảo tính năng an toàn cam lùi cảm biến lùi hệ thống đèn cảnh báo tất cả các chi tiết vẫn còn rất là đẹp và hoạt động của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là trơn tru anh chị nhé với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì mình nên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra đảm bảo an tâm cho mình tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này đây là những cái phần như là hệ thống khoang cốp chứa đồ và hệ thống nốt sơ cua của chiếc xe tất cả các chi tiết vẫn còn giữ được độ đẹp với những cái tính năng an toàn của chiếc xe thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn những hệ thống cân bằng điện tử chín túi khí và các chế độ lái này hỗ trợ khởi hành ngang dốc này cảnh báo cắt ngang cũng như là cảnh báo điểm mù cảm biến biến góc rồi là hệ thống cam lùi và cả cảnh báo áp suất lốp cũng được trang bị đầy đủ Đấy, rất là nhiều tính năng và sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết hơn nữa để anh chị và các bạn có thể tham quan một số cái tiện nghi option bên trong chiếc xe với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe máy 2.5 nhưng mà đi trong phố thì nó cũng hết ít thôi chỉ khoảng 11,29 lít thôi Đấy, một cái mức tiêu hao nhiên liệu rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc lựa chọn cảm giác lái tốt đây là những cái phần hệ thống cánh cửa với những các tiện nghi như là hệ thống rèm che nắng hai bên hệ thống tap ly rồi các phím bấm điều chỉnh chức năng. Loa của chiếc xe thì sử dụng là hệ thống loa JBL với 9 loa cho anh chị và các bạn chất lượng âm thanh tốt nhất. Và cái cảm nhận là những cái giai điệu mà anh chị yêu thích với cái chất lượng âm thanh hoàn hảo. Và đây là những cái phần như là hệ thống ghế ngồi với hệ thống ghế da màu đen. À, có trang bị cho anh chị và các bạn như là cái bệ tỳ tay với bệ tì tay hàng ghế sau là có tích hợp lút chỉnh điện này, điều hòa này, rèm che lắng ở phía sau là chỉnh điện, rồi là hệ thống âm thanh. Tất cả các phím bấm này đã được thay thế bằng nút cảm ứng, nhìn nó hiện đại hơn so với những phiên bản trước đây là phím cơ học. Đấy, rồi là hệ thống rèm điện phía sau đây chị có thể tham quan này. Chất lượng ghế ngồi từ những phần lòng ghế đến má ghế của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo. Xe thì có trang bị cửa gió điều hòa trung tâm, cửa sổ trời được trang bị đầy đủ. Và bây giờ thì ta sẽ cùng đi tham quan về không gian khoang lái của chiếc xe để xem nó có những cái option gì và những cái trải nghiệm gì cho người dùng. À, trong video thì em chỉ nêu sơ qua những cái nổi bật thôi anh chị nhé. Còn chi tiết cụ thể thì em mời anh chị và các bạn hãy qua Auto 139, số 139 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để mình có thể xem xe và trải nghiệm thực tế. Đây là những cái phần như là hệ thống phím điều chỉnh chức năng lên xuống kính chỉnh gương, hệ thống nhớ ghế hai vị trí. Bên trong với những phần con ốc bản lề. Đấy, bậc lên xuống này, hệ thống ghế ngồi chỉnh điện này. Rồi tem mát của chiếc xe vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể kiểm tra thông tin chiếc xe em giới thiệu có chính xác hay không. Với những chiếc xe em giới thiệu thì em luôn cung cấp đầy đủ thông tin rõ ràng để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hệ thống vô lăng của chiếc xe thì cũng có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Set cruise tăng chỉnh ấm lượng, đàm thoại thành tay, lấy chuyển bài. Đây là hệ thống màn hình với các độ phân giải cao, giúp anh chị và các bạn nhìn thông tin nó rất là sắc nét rõ ràng. Hệ thống phanh tay điện tử này, auto hold các chế độ lái normal, eco, sport. Đấy, rất là nhiều tiện nghi. Giao diện là khu vực tableau của chiếc xe nó cũng Thiết kế rất là gọn gàng. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe. Với cái khối động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ máy 2.5. Cho anh chị và các bạn cái vận hành của chiếc xe di chuyển, đạp ga của chiếc xe hay bước tốc của chiếc xe nó rất là tuyệt vời. À, cảm giác lái tốt. Và mẫu xe Toyota Camry 2.5Q sản xuất là năm 2021 nhập khẩu nguyên chiếc hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ trong khoảng 1 tỷ 030 triệu thôi giá này thì đơn vị vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn nên các bác có nhu cầu hãy kết bạn Zalo hoặc là liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi cái giá chính xác nhất để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể là lựa chọn cho mình một chiếc xe tuyệt vời rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ xin chào và hẹn gặp lại.